Dự giờ đặc biệt của ngành hoa cưới ngày hôm nay mình rất là may mắn khi làm một cái gia tiên mà rất là nhiều cô ba, cô bảy, cô tám, cô chín, bà con của gia chủ đã đến đây ngồi, mà rất là may mắn là tới dự giờ này không có một cái điều gì khó khăn xảy ra mà tất cả mọi người đều rất là hài lòng và happy. Và đơn giản là mình đã từng làm cho gia chủ này một lần rồi và lần này lại tiếp tục ủng hộ mình, và gia chủ cảm thấy rất là vui với cái phong cách hoành tráng của mình. Thì bên mình lúc nào cũng vậy, theo phong cách rất là hoành tráng, ô về và rất là nhiều hoa. Nhưng mà ngày hôm nay cũng rất là nhiều bà con nha, nói chứ mỗi lần làm như vậy mà bà con đến đông là cũng áp cho người làm hoa lắm. Không biết là ai trong này đã từng trải qua những cảnh như thế này rồi, có ai làm nghề rồi sẽ hiểu cảnh này đúng không. Nhưng rất là may mắn là team mình đã phục vụ rất là hết mình và khách hàng rất là hài lòng, và đây là chị Hạnh, gia chủ ngày hôm nay đã rất là khen và thích thú bên mình. Cảm ơn tất cả mọi người, mình là Sam Anh Tứ, chuyên chia sẻ những clip hậu trường về cưới do chính mình làm, và đây là một trong những cái gia tiên siêu to mình làm ngày hôm nay nha.